Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay sẽ tiếp tục là con MU-Away.net đang rất là hot. Đấy, các bác thấy chưa? Chợ nó random không? Bán hàng này. Toàn bán hàng full thôi. Đấy, Trượng Thiên Tử full. Giá là 20.000, 20k, 20k VC. Đấy, 20k VC em giờ đang có là 28 VC rồi. Gọi là WeCoin là sâu hồng nha. Xét sâu hồng này, clip trước vẫn chưa có ngọc để ép lên này. Vẫn chỉ được cái áo với cái giày, còn chưa được vẫn chưa có ngọc để ép mấy cái món này lên. Ballet là rất là đang thiếu gì đây. Bác còn gậy TN nào không bán em? Không có bác ơi, không có. Giờ em đang đi kiếm ballet để đi đập cái đồ sâu hồng này lên lên cộng 9 đây. Đấy, anh em bán đồ này rất là đông, rất là nhiều mặt hàng luôn. Mua đấy, áo quyền lực full này có 10.000 thôi, giày thánh lữ có 10.000 thôi. Đấy, giờ WeCoin bây giờ cũng đang là rất là hiếm. Đây, gậy thiện nữ này 28.000 này, ngọc này, ngọc này tính ra 1.000 một viên này. Đấy, ngọc là rất là hiếm, em đang thiếu ngọc để đi đập cái đồ lên cũng chín. Do vậy mà gì là bây giờ sẽ đi blue rồi, thì đến giờ đi blue rồi, nhanh không thì không có hàng, không vào được. Đấy, huyết lâu đã mở cửa đây này. Đấy, anh em đứng đấy đi đâu không, vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh, không là hết hàng. Vào nhanh không là hết hàng. Thấy thấy chưa các bác, thấy chưa, may mà kịp. Đấy, chỉ có 10 người thôi, mà lúc này chỉ có 10 người được vào thôi. Do vậy mà các bác không vào nhanh là các bác sẽ không có lượt. Ngày mai bác chat gì đây, em đang làm clip mà. Vâng bác, em bác còn gậy thiên nữ đâu không? Em không có ạ. À, có mỗi set sâu hồng. Giờ đang đi bà lút để nhặt bà F cộng 9. Xem clip bác. Thì đây xem clip bác mở nhiều mà. Thì cái clip đấy của em ấy là cái clip mà cái app ấy thằng admin nó cho mượn để làm clip cho bác xem thôi, chứ em tung xong là thằng admin nó thu cái app ấy lại rồi. Thằng khốn nạn, thằng admin khốn nạn nó cho em mượn thì em để cho em làm clip cho bác xem thôi. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, 10 người. Chắc có thể vào admin mở thêm tổng khoảng 15 người. 15 người để đi blue cho nó vui. Đấy, cái blue này các bác không vào nhanh ý, là không có suất cho các bác để đi blue đâu. Đấy, PT cho vui. Đi blue này nhặt được rất là nhiều ngọc, tại vì nhiều người đi quá, do vậy cái số lượng ngọc ấy của một cái blue tại một thời điểm nó rơi ra nó chỉ có từ đấy ngọc thôi. Do vậy thì phải chia đều cho tất cả các blue từ 1 cho đến 8. Do vậy nhiều cái lúc đầu mới chơi ấy, cái lúc mà mới ít người đi chơi ấy, thì mọi người nhận được rất là nhiều ngọc. Nhưng bây giờ nhiều người đi, nhiều phòng đi, nhiều các cấp độ blue đi ấy, thì phải chia đều các số ngọc đấy ra cho mọi người. Đấy, do vậy là gì ạ? Bây giờ mọi người nhận được rất là ít ngọc, do vậy ngọc bây giờ rất là hiếm. Đặc biệt là ballet rất là hiếm, rơi khoảng tầm 2.500 một viên. Và rất có thể sẽ còn lên tới 3.000, 4.000, tại vì số lượng người chơi rất là đông và gì ạ? Cần cái nhu cầu cần ép đồ lên cộng 9 rất là nhiều, rất là đông luôn. Đấy, Summer này, Summer có cái move này rất là khỏe, farm rất là khỏe, sâu cũng rất là khỏe. Nói chung là tất cả các class đều là ngang nhau hết. Đấy, boy giống nhau mà, 13.767 hết. Do vậy mà các bác chơi một năm, một tháng hay là gì ạ? Một ngày
cũng chỉ bằng cái thằng reset 8 lần thôi. Full boy, thế là ok. Quan trọng là chúng ta đi 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 sắm đồ để chúng ta đi PK cũng như là làm cho cân nhân của chúng ta đẹp thêm. Đấy, bác review blog à? Vâng, em làm clip và loop. Đấy, xin chào bác Shachi, xin chào bác Cu Thóc, chào 50.000 khán giả nhé, chào bác Tùng Bi, đấy, chào bác Huyền Hồ, Tùng Bi, sao hai lắp Tùng Bi này, à, đây có một thôi. Em còn mỗi xét sâu hồng nè, nhặt bờ led cộng 9 cho đẹp. Kìa kìa. Đẹp trai rồi bác ơi. Sao không ép Win 4 được thế bác ạ? Win 4 nó phải có event của Alibin. Win 4 phải đợi event. Phải đẹp trai mới quay được Win 4. Họ làm gì? Ok. Nói rất là đông, chỉ có 10 người thôi. Lẽ phải yêu cầu admin tăng thêm số lượng khoảng tầm khoảng 15 người. 15 người để đi cho nó vui hơn nữa. Tăng lượng ngọc lên cho anh em chơi cho nó vui. À, rất là nhiều anh em đang mua WeCoin âm ầm, không có WeCoin để bán. Tại hình như thằng admin nó mới fix là chỉ cho chơi một một máy chỉ được 3 đến 4 app thôi. Như vậy thì mọi người không cày được WeCoin nhiều. Đấy, chào 50.000 người xem. Dưới đây đợi người khác xoay ra dinh bố thì xin. Hi hi. Đấy, sầu hồng đẹp trai không? MG này, F này, ui F bộ thánh nữ rất là đẹp này. Nay được lên TV không? Lên. Đấy, các bạn thấy nhạc nhạc bật kinh không? Em phải giảm cái nhạc đi tí đã. Đấy, các bạn thấy nhạc bật hay không? Đấy, bật bật nhạc ngọc đi các bạn nha. Các bạn phải bật nhạc ngọc lên. Đấy, này để cho nhạc diêu này, nhạc có đồ hoàn hảo này. Đấy, lưu thiết lập này, tấn hôm cái tức là gì ạ? Vừa kẹp chuột chúng ta lại vừa vừa nhặt ngọc đấy. Ui đéo từ lẫy rồi mới giết được có hai mấy quái rồi nhá. Ba mươi tám quái các bác, cái kinh quá ấy. Và lúc đông không các bác, đông dã man luôn. Một pin ngọc đầu tiên rơi, nhặt được không? Đéo nhặt được, đéo này của mình. Các bạn cho em nhặt ngọc cái. Rất là đông mà các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy đông anh em không? Nhạc nhẽo kinh không? Nhạc lúc các bạn nghe thì phê không? Bán gậy rồng à, mua gậy rồng bằng 13.000. Đấy ngọc lại rơi đâu đấy? Làm cái máy rồng đi. Máy rồng cho nó đen xùi ấy. Cái nhau kinh quá.
Ủa, toàn trứng thôi. Cho em xin viên ngọc cái. Cho em xin viên ngọc cái bác ơi. Đông này làm sao có ngọc rơi giờ. Đấy các bác bảo vậy sao ngọc nó ít như thế, các bác đi đông như thế này thì làm sao có ngọc rơi được. Dã man luôn, mà không có quái mà đánh thế này. Các bác ủi các bác baby book, các bác ra bác ra bác ra bác cái ép đáp kinh quá cơ. Nay làm sao em đặt được cái viên ngọc ở đây. Đông quá các bác ạ. Mấy ngọc lại rơi đấy. Ấy thằng kia nhặt được ngọc sinh mệnh gì kìa. Mình chưa được viên nào là sao ta. Chưa được viên nào luôn. Đồng quá các bạn ạ. Ui ồ, thế này làm sao có ngọc rơi được đây. Các bác thấy đồng dã man không? 10 người, mỗi người đứng một góc của cái cầu Blood này mà không có chỗ nào để có quái để đánh nữa. Đây là vào nhanh đi nhé, các bác vào chậm này là các bác không đi được Blood đâu. Mua cánh sâu 8k ai bán PM. Mua bộ thanh nữ ai bán. Đấy, anh em mua bán rất là đông. Rất là nhiều người muốn mua WeCoin nhưng mà hiện giờ thì lượng WeCoin rất là hiếm. Không nhiều. Chưa được viên ngọc nào các bạn. Thế biết đâu. Ngọc giờ hiếm quá. Không có quái mà đánh ý. Đấy, một viên đầu tiên. Giáo hình của mình, có gì khác. Đèn, quá đèn luôn. Các bác cái SK quá, em không được con quái nào luôn đấy. Một bác hai bác luôn, một bác xăm ở đây, một bác MG ở đây. Thì làm sao em có quái em đánh được. Cho em đánh tí đây. Và ông đây đứng thế nào. Ông đây đứng thế nào. Đây con quái đâu. Con quái đây khỏe lắm. Sợ chết lắm. Ui dồi ôi, quá đấy đánh bao giờ mình chết. Ui dồi ôi, nó rột vô một góc thôi. Ui dồi ôi, thế này còn gì có Blast đâu. Quái khỏe quá các bạn ạ. Mua WeCoin bằng thẻ. Ngọc Trâm. Đấy, WeCoin rất là hiếm. Mua gậy rồng bằng 13 cái coin. Đấy. Giờ mới giết được 100-400 quái. Quá buồn. Quá đồng các bạn ạ. Quá này khỏe quá. Nào được một viên ngọc đi nào. Chưa được viên ngọc nào luôn. Chưa được viên ngọc nào luôn. Dã man luôn. Quái trong kia khỏe quá các bạn ạ. Quái khỏe quá phải ra ngoài đứng rồi. Quái trong kia khỏe quá. Ui bác ép phải bắt bắn kinh quá. Cho em mới fix block vào bác gái. Em biết đâu. Em cũng không để ý. Em không để ý.
Ui đánh mãi mới được 180 quái này. Vẫn chưa viên ngọc nào. Mọi người nhặt ầm ầm rồi mà mình cũng chưa được một viên ngọc nào. Không hiểu luôn. Thôi ra đi đứng vậy. Ngồi đông ghế, ngồi đông quá. Chỗ này được, chỗ này đẹp này. Đi đâu đây? Quay lại ngay, thằng con lạn này. Đấy, đúng rồi, chỗ này xem. Đấy, chỗ này đẹp đấy. Quái bên ngoài yếu, nó phải bị đánh nhanh chết thì nó mới ra ngọc được. Chứ chúng ta đứng, các bác mà đứng bên trong quái nó khỏe. Đồ chúng ta vẫn yếu, phải cộng 9, cộng 10 lên, nó mới khỏe được. Đấy, quá chết ầm ầm này. Cứ đứng bên trong, không được cái gì cả. Đồng quá các bác ạ. Đấy, không có quái. Ủa cái bác ơi, bác Sam ơi, bác Huyền Hồ ơi, bác cho em ít quái bác ơi. Đấy, một viên ngọc đầu tiên. Chưa được à? Không được à? Ngọc đấy lại của thằng của bác này à? Vẫn chưa được viên ngọc nào. Các bác cay kê quá. Mua vũ thánh nữ 20.000 recoin. Ôi, không có quái mà đánh các bác ạ. Đấy, blood đi quá là đông luôn. Này, phải cho Alemin, phải bảo thằng ta. Yêu cầu thằng Alemin nó phải tăng tỷ lệ ngọc lên được. Chưa đi này không có thêm viên ngọc nào cả. Quá là buồn luôn. Đây rồi, đây rồi, của ai đây? Cái đéo này của mình luôn. Đen thế nhỉ? Quá là đen luôn. Chứ lại chưa nhiều viên ngọc nào. Quá đẹp các bạn ạ. Tinh tinh nhiều quá, không nhận được bên nào luôn. Thất vọng rồi. Chữ được bên nào luôn này. Đấy, em nhớ lúc đầu em đi cái blue này đi khoảng tầm mấy người thôi, khoảng 3-4 người thôi. Ngọc là rơi đầy chân luôn. Ủa ông em bắn kinh này. Ủa ông em bắn ghê quá cơ. Ủa các bác ơi, cho em xin một viên thôi. Cho em xin một viên ngọc thôi. Ông kêu gì mua vũ thánh nữ bằng 50k đi coi luôn này. Đấy ngọc lại rơi đâu đấy. Chưa được viên ngọc nào luôn. Đông quá cơ. Chưa được viên ngọc à? Quá là buồn luôn. Đây rồi. Món đồ này không phải thuộc về bạn. Ủa lại có bọn ép rồi. Vẫn không được các bạn ạ. Cực sâu này đồ nó hơi đồ bất cộng không, hơi yếu. Ép này, đam to này, xăm đam to này. Thấy lại ngọc rơi, ngọc sáng tạo rơi kìa. Nó vẫn không phải của mình. Đây rồi. Vật phẩm này cũng không thuộc về bạn. Đấy, rất là nhiều ngọc rơi mà không nhận viên nào. Không cay ăn được. Dã man luôn. Đây cái bác Tùng Bi này. Bác Cu Thóc này. Ui, bác Huyền Hồ này. Bác thì Baby Boop này. Các bác lấy hết ngọc của em rồi. Cái này em làm sao em có ngọc. Em kéo cái đồ sâu hồng lên cộng 9 bây giờ. Dã man luôn. Không có một viên ngọc rồi luôn. Đây rồi. Vẫn không thuộc về bạn. Ngọc sinh mệnh. Thuộc về bạn luôn. Dã man.
Dã man các bác ạ. Bác chơi như này thì em làm sao em có ngọc được. Ngọc thì rơi mầm 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 nhưng mà em không nhận được một viên nào luôn. Rồi còn 2 phút nữa hết. Quét thì các bác lấy rồi, ngọc các bác cũng lấy qua em rồi. Thế thì em làm gì có cái gì để em nhặt em ép đồ bây giờ. Bảo sao bây giờ mấy cái viên Blade nó đắt thế. Toàn 2.000, 3.000 viên. Này, ngọc rơi đầy chân mà. Không nhận rơi rơi đầy chân thật nhưng mà em không nhặt được viên nào luôn. Không két được. Man luôn này. Ui ôi. Một cái cầu mà có 10 người đứng. Một cái cầu 10 người đứng. Master vẫn không điểm. We coin. Chưa được viên ngọc vào. Chưa được viên ngọc vào luôn. Cái gì rơi đây? Không phải của mình luôn. Đấy, các bác kêu tinh tinh đấy. Ha ha. Cuối cùng đã được một viên. Các bạn thấy, cuối cùng được một viên Black. Giá nó là gì? Nó là 2.500. Bán nhanh là 2.000 một viên. Đấy, các bạn thấy dã man không? Đánh đánh từ đầu đến cuối, đánh gần 15 phút đồng hồ mới được một viên Black. Mà các bác rơi rất là nhiều. Đấy, do vậy thì các bác là muốn đi Blue, muốn có ngọc ấy, các bác phải có một cái con nhân vật đam nó khỏe. Đặc biệt là Sam này, Sam để ép. Sam để ép em thấy đam rất là to. Ông Sam, Sam đam to nhất này. Rồi, cuối cùng được bị Blast rồi. Đi review Blast vậy không nhặt được ngọc thì có là buồn quá cơ. Cuối cùng thì cũng nhặt được một viên Blast. Đấy, Blast. Có Blast nha bác nha. Rồi, còn mấy giây rồi. 2, 1, hết giờ. Rồi, đấy, xong. Cuối cùng là cũng nhận được một viên Blade. Quá là vui. Rồi. Quá là vui luôn. Ừ, đứng lên chơi tí nào. Bán đi em. Đi và loot được một viên duy nhất. Dã man các bạn, các bạn thấy có dã man à? Đấy, ngọc ở đây rất là hiếm. Các bạn đi farm, các bạn đi đi farm thì cũng được ngọc thôi nhưng mà tỷ lệ nó thấp. Đấy, đi blue là tỷ lệ chắc chắn nhất, thì kiểu gì cũng có ngọc. Đấy, rất là đông, đồ full rất là nhiều đấy, anh em bán rất là đông luôn. Mua xong rồi bán cái gì? Đấy, trao 2.000 này, like 500 này, ngọc sáng tạo 1.000 này. Đấy, kịp cuối 30.000 này, tay sâu 35.000 này. Đó. Đó. Đấy các bác vào cái con MU trừ away.net này, các bác sẽ quay được lại cái ký ức ngày xưa, các cái kỷ niệm ngày xưa đi vào lúc nó như thế nào. Rất là đông, các bác vào chậm cái là sẽ các bác sẽ bị mất slot. Đấy, mà các bác đi vào lúc được rồi ấy thì các bác phải phải đam, các bác phải khủng một tí, đồ đạc các bác phải ngon thì các bác mới KS được. Đấy, như em này, em đánh 15 phút mới được một viên Blade, được 2.000 tính ra được 4 lần reset này cũng được. Đi một lúc là được một viên Blade là cũng lãi rồi. Được một viên là cũng lãi rồi đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy. Rất là đông. Full sắp luôn. Úi áo áo áo. Đó, mất rồi. Đó. Thì các vé Blade này nó bán ở trong cái shop Noren này nhá. Các bác có phải vào và mua. Không biết sau này thằng Alimin nó có fix không. Nhưng hiện tại bây giờ thì là gì ạ?
là các vé này bán hết ở trong 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 cái shop Noren để các bác mua, các bác đi dễ. Và sau là nhiều nhiều bác đi quá, không biết là thằng biết thằng admin nó có fix không, tức là nó sẽ bắt các bác quay đấy, chả biết có chả biết có bắt các bác quay không, nhưng mà bây giờ cứ mua đã, cứ chơi đã. Đó, đi blue rất là đông cà phê đấy, các bác nhìn đông chưa. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nhớ cho em xin một like, một comment ở phía dưới video. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh hộ em. Cảm ơn các bác. Và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Bye bye.